Đã 30 năm, Hòa Thượng Thích Việt Hòa, trụ trì chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhận nuôi các em nhỏ mồ côi cha mẹ. Với sư thầy, mỗi em nhỏ ở đây còn quý giá hơn cả sinh mạng của thầy, và lợi dụng trẻ em để trục lợi là hành vi khó mà tha thứ được. Vì trẻ con là bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành, là ngoan. Trẻ con nó như tờ giấy trắng ấy. Ta vẽ vào cái gì thì nó được như thế. Bất kể có cái từ lợi dụng một cái gì cũng được, đừng lợi dụng lên cái đứa trẻ con. Đứa trẻ con là đứa vô tội. Tất cả các luật, luật nào ta cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả không bao giờ lách được. Đó cũng chính là ý kiến của các Phật tử và người dân. Chúng tôi được biết tỉnh thất Bồng Lai hiện tại rất là phức tạp, đã gây nhiều bức xúc cho các Phật tử. Và chúng tôi cũng không hiểu sao chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở khu vực địa phương đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Khi mà chúng ta có những cái hiện tượng mà nó đi ngược lại với lại cái niềm tin của mọi người, ảnh hưởng tiêu cực đến với lại lòng tốt của mọi người, thì chắc chắn là chúng ta phải xử lý làm sao cho nó triệt để. Rõ ràng ở đây là chúng ta có những cái sự lúng túng nhất định trong việc xử lý cái câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định những sai phạm của ông Lê Tùng Vân đã rõ ràng và hoàn toàn có cơ sở để xử lý đúng theo pháp luật. Việc xử lý như thế nào phụ thuộc vào chính quyền tỉnh Long An. Bên Phật giáo thì chúng tôi cũng đã báo cáo với các cấp chính quyền rồi, và các chính quyền thì cũng đã vào cuộc. Thế nhưng mà có điều là chính quyền không làm, chưa làm dứt điểm. Đấy, cho nên chính vì chưa dứt điểm cho nên nó kéo dài những ngày nay, đông là làm cho một số bà con nhân dân nói chung đấy là cũng hoang mang. Mà tôi rất mong là nhà nước nên có những cái giải pháp thích đáng phù hợp nhất để sớm đem sự ổn định và trong sáng của Phật giáo. Ít ra mình thể hiện bảo vệ một sự trong sáng của Phật giáo nước nhà. Tôi cũng kính mong các cấp chính quyền chúng ta nhanh chóng vào cuộc để giải quyết trắng đen cho được rõ ràng, để không làm để ảnh hưởng đến cái uy tín cũng có sự trang nghiêm của giáo hội, không làm ảnh hưởng đến uy tín của các cấp chính quyền. Nếu mà anh không giải quyết triệt để thì cái niềm tin của bà con Phật tử đối với các cấp chính quyền nó cũng sẽ bị mai một đi chứ. Tại vì một cái việc nhỏ như này mà ta không giải quyết triệt để thì nay mai nó còn nhiều việc lớn nữa thì mình giải quyết làm sao được. Cứ nhà nước của mình là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cứ theo luật mà làm thì đã luật rồi, thông qua rồi, cứ thế chứ không phải là cái chuyện anh muốn làm hay làm. Thế thì chúng tôi cũng kính đề nghị là chính quyền Long An là cần phải triệt để mà giải quyết cái vụ việc tỉnh thất Bồng Lai theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo, theo luật pháp của nhà nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những lùm xùm ở tỉnh thất Bồng Lai liên quan đến nhiều nội dung, trong đó có cả đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, và tất cả chúng ta đều đang chờ lời giải cuối cùng. Song cho đến thời điểm này thì những sai phạm đã được làm rõ, hoàn toàn đủ cơ sở để đến lúc pháp luật phải hiện thân, kỷ cương phải được lập lại, tôn giáo phải được trang nghiêm. Tiểu mục Nhận diện sẽ tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn với những góc nhìn và diễn biến tiếp theo của vụ việc này.